Sáng nay ngày 25 tháng 10, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 có buổi làm việc với Đảng ủy Tiểu đoàn 699 về kết quả thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kết luận số 45 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận số 21. Xác định vai trò quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, thời gian qua công tác triển khai thực hiện kết luận số 21 tại Tiểu đoàn 699 đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cấp ủy đảng, trong cán bộ đảng viên, quần chúng. Công tác đánh giá cán bộ đảng viên và tổ chức đảng ngày càng đi vào thực chất, công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch được quan tâm. Tại buổi làm việc, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 lưu ý đơn vị cần quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, quan tâm công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có năng lực, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh và cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện kết luận số 21.